Ra đời tại Hà Nội, Halida đã gia nhập Casper Việt Nam từ năm 1993 và được nhiều thế hệ người Việt biết đến với tên gọi thân thuộc Bia Voi. Dù cải tiến toàn diện từ chất bia bên trong tới diện mạo bên ngoài, biểu tượng chú voi thân thiện, đáng tin cậy vẫn được Halida giữ làm yếu tố chủ đạo với những bước đi mạnh mẽ tiến về phía trước. Sự nâng cấp này cho thấy Casper Việt Nam luôn quan tâm đến việc gìn giữ bản sắc của các thương hiệu nội địa. Chúng tôi đã thực sự dành nhiều thời gian để nghiên cứu về thị trường, phỏng vấn các đối tác, nhà phân phối và lấy ý kiến người tiêu dùng để mang đến một sản phẩm hào hạng. Đầu tiên là về chất bia, với việc sử dụng hoa bia cao cấp và đại mạch hai nhánh mùa xuân từ châu Âu, chúng tôi mong muốn sẽ tạo nên một chất bia sảng khoái nhất có thể cho người tiêu dùng tại Hà Nội, cũng như miền Bắc Việt Nam nói chung. Chuỗi sự kiện ra mắt sản phẩm Halida mới sẽ được tổ chức tại Hà Nội, Thanh Hóa, Sơn La và Vĩnh Phúc để mang tới những trải nghiệm đầu tiên về Halida mới đến với người tiêu dùng. Sản phẩm Halida mới sẽ có mặt trên thị trường bắt đầu từ tháng 4 năm 2021, sẵn sàng mang lại trải nghiệm bia chất lượng và sảng khoái hơn cho người dùng Việt Nam.